Đài Phương Nam. Vui lắm à nghe. Trời ơi, cái gì vậy? Mày chạy lại tao. Mày chạy lại tao. Trời ơi. Sao? Mày biết là mày chạy 8 bước mới bằng 8 bước 1 bước không? Vì Tâm đang gia chạm vào cơ thể của con á là... Gia chạm? Đó, gia chạm. Ủa, rồi, vì Tâm đang đè lên nhân phẩm của con. Bây giờ sao? Hả? Mày tin mày trốn được tao không? Hả? Mày trốn riết, bây giờ tao nắm được đầu mày y như nắm đầu con luôn. Bớ người ta. Bớ người ta. Ủa, ai vậy? Con làm gì đâu mà gì la? Mày la tao la bè đó. Sao kỳ vậy? Mày tính tao cứu hả? Dạ. Ai cứu mày? Đóng cổ mày bây giờ. Trả nợ mày. Dì Năm đồng cảm đi chứ, trời ơi. Con thiếu nợ dì Năm tiền đâu mà. Chứ đâu phải là con giết người cướp của là bà hở ra chút xíu đồ giết tao. Trời ơi, mày giết tao hả? Hả? Cái trời mày giết tao tao mới đợi hả? Hả? Nghĩ sao vậy? Cái lúc mà đi đá gà đó, đi cáp độ mà rồi đá gà đánh đề với người ta đó, hả, mượn tiền ngon ngọt lắm. Năm ơi, con chúng con trả liền cái lời lẫn lãi. Mà tiền đâu? Nghĩ sao cho... Ăn chưa? Chưa ăn, thua. Nếu mà có tiền ăn là tao trả rồi. Vậy giờ sao? Nợ tới chừng nào? Nợ, hả? Nợ thì... quan có đầu nợ có chủ, tao từ cũng trả đủ. Mà con nói Năm nghe nha, Năm vừa phải rồi, Năm cho dai vậy là Năm ăn lời cắt cổ. Cái này không cắt cổ đâu, mà cứa luôn cái cổ người ta. Nghĩ sao hả? Ta mượn có một mà ăn lời tới bốn. Trời ơi, bởi vậy riết là trả không nổi thì giờ con phải vậy. Ôi trời. Thứ Năm nó tao ăn lời cắt cổ nha. Tao ghét nhất là thứ nó tao ăn lời cắt cổ nha. Cắt cái gì mà cắt hả? 1 triệu một tháng là lời có 500.000 đồng bạc thôi. Hả? Cắt cổ chỗ nào? Rồi bây giờ mày trả đâu không? Trả. Cắt cổ. Nhưng mà con nói thiệt nha Năm. Gì? Bởi vậy Năm cho dai mà ăn lời vậy hèn chi Năm tới giờ này nó thành giống như cây độc không trái, trái độc không con á, giống là ế luôn rồi đó. Ê, dạ. Tao ế thì đúng. Dạ. Nha. Dạ. Tao cây độc thì đúng. Dạ. Tao không con cũng được. Dạ. Nhưng mà tiền của tao là nó biết đẻ nè. Tiền của tao nó không có vô sinh nha. Bây giờ tiền nó đẻ rồi con cái đâu mà xài. Thí dụ như tiền nó đẻ rồi mình cũng phải đẻ rồi con mình mới xài. Đúng không? Tự nhiên cái tiền nó đẻ xong cái tự nhiên cái Năm không có đẻ rồi con đâu mà xài. Đó thấy không? Đó bây giờ con nghĩ là cái chuyện mà con nợ Năm á là thôi Năm xí xóa Năm cho luôn cho rồi đi. Tao xóa mày trước khi xóa nợ đó mày tin không? Tao xóa mày luôn á mày tin không? Mà Năm. Gì? Năm trong tuổi này rồi. Năm sống mình Năm thích. Năm nghe nè. Năm nhớ cái cha Tư cô đơn không? Cha Tư đó gà đó chứ gì? Kế bên nhà tao đó chứ đâu? Con nói thiệt với Năm nha. Ông Tư đó thì mình nhìn thấy ổng coi như là thấy cồm nhôm ốm yếu chứ. Nhưng mà được có cái là gì? Ông đó ông chung tình. Trời ơi, suốt ngày tâm sự con là để ý Năm không á. Mà con thấy bây giờ Năm với ông Tư đó mà kết hợp lại nhau, tao nói thiên nhiên tiền định. Con nói bảo đảm nha. Lúc đó đó nha, nhiều khi trời thương ban cho hai người một đứa con muộn. Hiền. Cha già con mọn. Mày thiếu Năm nhiêu vậy? Mày thiếu Năm nhiêu? 4 triệu. 4 triệu đúng không? Giờ thành 12 triệu. Nha. 12 triệu nha. Ba tội con. Cái thứ nhất là nợ quá lâu. 4 triệu nợ quá lâu. Cái thứ hai là nói tao là ăn lời cắt cổ nha. Cái thứ ba là mày tính mày giới thiệu tao cho cha Tư đá gà. 3 tội cộng lại là nhân 3 nha con. Ủa ông Tư đó. 4 triệu thành 12 triệu nha con. Nha. Tự nhiên 4 lên thành 12. Trả không? Hãy chờ bóp cổ tiếp. Trả không? Dạ từ từ con trả. Mày tin bây giờ tao xúc phạm nhân phẩm mày nữa. Hay là muốn đụng vô con la làng luôn luôn đó. Thế xong rồi kia tao dắt dây tao cột dây rồi tao dắt mày chạy gần gần sớm cho. Thôi kỳ lắm Năm ơi. Sáu tài mới lấy được cái điện thoại của nó. Chết cha rồi.
Cái điện thoại này cùi bắp mà sao trừ nó tới 1 triệu lận ta. Tôi ngu thiệt chứ. Cái đó mình khỏi giới thiệu ha. Làng xóm biết hết rồi. Ở đời mà có lúc ngu lúc khôn đâu ai ngu khôn hết bao giờ. Nhưng cái điều cần đáng nói á là sống con ên à, gít chúa keo kiệt, có biết chết có đem theo được gì không? Lấy cái gì? Trời ơi trời. Chùm lại lại. Chùm lên hả? Mấy người có biết là tôi quý con gà nó hơn sinh mạng tôi luôn không? Biết mà, biết mà. Đâu có vợ con gì đâu. Xong có mình ên hà. Bởi vì mới coi con gà còn hơn sinh mạng. Quên cái kiểu mà là suy bụng ta ra bụng người đi nha. Lấy cái hoàn cảnh mình áp lực người khác à. Mình cũng giống nhau thôi, không hơn gì nhau đâu. Ha. Mấy người đang nhớ là đang đạp đất cái sân nhà tôi đó nha. Nha. Ủa đạp hoài mà. Đạp mấy chục năm nay mà, đạp từ nhỏ tới lớn mà. Rồi sao? Trời ơi, đi ở ngoài đường về chỉ có đường này để về nhà thôi, phải đạp chứ. Được cái quyền đó là ngon quá mà, ruộng trong nông ruộng ngoài ngon lắm rồi. Sẵn là đạp đất rồi nói cho biết. Hay mà lần sau đó mà đi tới mà tôi gặp con gà đứng đây nữa nghe. 10 lần là đạp đủ 10 lần á. Nha, đạp một chuyện nào nó chết gắt này thôi. Nha, đừng có làm tàn với tôi, xéo sắc với tôi. Ủa sao tôi hiền quá vậy ta? Cái ngữ này mà gặp đàn ông khác hả? Móc eo treo toàn ten cái dừa á. Thế có dễ gì chà? Nhà tôi mà lũ lịnh thì con làm gì vậy trời? Phải làm gì vậy? Chung con gà gà đá hay sao vậy? Hiệp. Cái gì vậy con? Bị gì vậy? Đá gì? Bà mới là người đá con. Cái gì nữa vậy? Bà làm gì con vậy? Bà làm cái gì con vậy? Mới vừa hả gặp con bả đè bả trấn lột con rồi bả đánh con rồi xong rồi bả còn đòi là giết con nữa. Thứ gì đâu á, thằng nhỏ chút xíu à, nếu con bả đáp rồi kia mà con làm gì để bả này là trấn lột cái gì? Con có làm gì đâu, tự nhiên thiếu nợ có chút xíu à rồi giết ta. Thôi vậy thiếu nợ thì lo trả đi. Dạ thì lo trả bả đi để dính líu ăn chi rồi để bả đòi này rồi nọ. Thiếu có nhiều nhiều đâu. Nhiều 4 triệu à. Thì lo trả đi, không có tiền hả gì? Không tiền là chú lo để chú chàng cho. Dạ 4 triệu. Rồi để tao trả cho. Nhưng mà có tiền lời. Tiền lời nhiêu nói ra tôi tính nè. À, tại vì thiếu có 4 triệu à, nhà ba lấy mặt 4 lời 4. Bốn là 16 triệu hả trời? Chưa. Mới nãy bà mới vừa tăng lên là lên 8 nữa. Ta 8 rồi, 8 ta là 32 triệu. Thôi à, lãi mẹ đẻ lãi con cái này chú không kham nổi đâu, phải tự lo đi à. Chú Từ ít nhất cũng phải thương con chứ. Trời ơi, giờ con đang vô đường cùng mà chú bỏ con cái là chắc con cắn lưỡi, con hy sinh con thì con chết chung với mấy con gà chú luôn á. Không phải là bỏ nhưng mà không có kham nổi cái thứ gì đâu, ăn ở tất nhân tất đất à. Mai muốn chết đem gì vô nha. Lo trả nợ đi, đứng nó càm ram quá. Dạ con trả liền. Trời ơi chú ơi, chú nhỏ nhỏ đi con bả mà lên 12 cái chắc con chết luôn á. Làm gì vậy? Thôi cầu lặng nhất à. Đất của người ta làm sao làm kể người ta à. Nè tôi nói cho mấy người biết nha, từ bây giờ trở về sau nước sông không phạm nước giếng, tôi cấm mấy người đặt chân sân nhà tôi. Vô duyên thôi, cái đường này là đường từ đó tới giờ người ta đi ra đi vô là đi bằng cái con đường này, mắc mới gì khi không mà dở trứng rồi rào lại vậy. Nhưng hôm nay con gà tôi nó không thích, mấy người mà bước qua đây á, bước qua 10 lần nó đá đủ 10 lần cửa nó máng gắn mà chịu nha. Tôi không có bự lại trách nhiệm đâu. Ngon phải không? Đây, tôi rớt con gà nó tượng trưng lên con gà này nè, con gà khét nè. Đây, vô nè, búa nè, búa đây, búa đây. Sao? Giờ muốn sao? Không cho đi thôi. Cấm giữ. Không cho đi đường khác. Thôi, đi. Ngày mai tôi sẽ giới tượng ở đây. Mấy người chỉ còn con đường lựa chọn duy nhất đó là lội sông mà đi. Mất gì lội? Trời có tiền mà, ta xây cầu. Xây cầu à, có 10 mấy tỷ xây. Sông lớn lắm á, gắn đi, gắn thêm 10 mấy tỷ đi. Mới xuồng à? Dạ xuồng quá. Xuồng quá thì sắm cái xuồng ba kèm á, để 10 là kèm be lên đó nha. Chứ đừng cái sắm xuồng ba lá nha, mấy cái người ăn ở tất dân tất đất á, bơi xuồng ngang đó, gió thổi là lật xuống thành chổng chết trôi, nhà không có con cái qua thờ đâu mà tội nghiệp lắm à nha. Cái gì? Muốn máng cửa hả? Không cho thôi, ta đi đường khác, làm dữ. Ác nhân thật á.
Mày mua bò Nhật hả? Không, con này con mua bò củ chi chứ làm sao mua Nhật nữa. Bò củ chi nào 5 triệu. Bây giờ con mua không mua đây con đem là về, con lấy về. Chứ sao? Coi như tao nhường mày. Nó nhường phải nhường thôi. Là chỉ có mì với thịt thôi đúng không? Dạ. Nhưng mà dạ, nói trước nha, cái tuổi thanh xuân của một người phụ nữ đi qua rất là nhanh. Nếu như mà mình mà ăn mì với lại bò không mà mình không có cái chất gì gọi là chất xơ đó. Chất rau á. Nhớ rồi, nhớ rồi. Dạ. Có dặn mua rau muống có mua không? Đâu, tại sao lại không mình không chịu cái rau khác? Thí dụ ăn rau má thì nó mát hơn. Rau má thì nó mát hơn mình. Tao dặn mày mua rau muống. Bây giờ rau muống đúng không? Thì có, tao chỉ nói vậy thôi, tao dài mua thêm không chịu thôi. Nè, rau muống. Đó, rau muống thì nó có nhiều chất sắt. Đó, nói chung là magie này nọ đầy đủ là giúp cho người phụ nữ là được da trẻ trung nhuận trường này nọ nữa. Đó. Đây rau muống này là tôi không có ưng nha. Có cái cọng lá héo úa này tôi không ưng nha. Dạ, đưa đây, đưa đây. Ăn đỡ thôi. Ăn đỡ gì cũng phải tính tiền chứ đâu phải ăn đỡ được. Giống rau rác người ta ăn là người ta phải cho thêm rau. Con đâu có mở quán, cái này con mua giùm mà. Rồi bao nhiêu? Cái này là 2... 2 triệu hả? Không, 7. Ai mà cắt cổ gì trời, con đâu có giống như là gì đâu. Cái này là 1 triệu. Rồi cộng luôn cái điện thoại mà dì lấy của con á là coi như 1 triệu nữa, 12 triệu nha. Tặng lấy chút kỳ con. Con kêu à, con lại lớn à. Trời ơi, vừa phải chứ. Nếu sao 5 khối mì với 1 ký thịt. Với 1 ký 2, con tính 1 ký. 1 ký 2 thịt, 5 gói mì với bó rau muống, 12 triệu. Dạ. Mày em cướp hay mày giết người hả? Dì đừng có mà xúc phạm con nha. Con nói gì hả là con phải chạy qua tên thuốc bên bà Sáu con mua cho dì lần á. Tao nói cho mày biết nha. Dạ. Cái gì trong tay quan là của quan. Dạ đúng rồi. Bây giờ mì với thịt. Dạ. Với rau muống. Dạ. Đã nằm ở trong nhà của bà Năm. Dạ. Là của bà Năm. Dạ đúng rồi. Không có liên quan tới mày. Dạ đúng rồi nha. Dạ. Cho nên bây giờ 12 triệu lên mày phải lo mày trả cho tao nha. Không có chuyện mà trừ nợ nha. Sao có thể lại nói ngang ngược vậy? Hồi nãy giờ tưởng tôi sai hả? Dạ. Tưởng tôi sai à? Chú Tư ơi, hết rồi. Con xin lỗi chú Tư nha. Con tại mày nói đi. Cái gì? Ghi âm gì? Tôi ghi âm hết rồi. Ghi âm gì? Cái người lật lọng nhỏ phải không? À đúng rồi mày... Cái này ăn ngang nó được. Đúng ăn ngang rồi được. Mày... Đúng không? Mày bài cho thằng trả đúng không? Con đâu có bài đâu. Như vậy à, thì mới nói chuyện lại mấy người. Ông bài ra cái trò này đặng xù nợ của tôi đúng không? Đúng rồi. Bây giờ muốn về á thì bây giờ từ đây sắp tới á là đường đi bình thường vui vẻ không cần giấy tờ gì hết nhưng phải xóa hết 12 triệu cho nó. Chịu chưa? Tình làng thì sống và có nghĩa có tình. Nghĩ sao vậy? Hả? Sao? Bây giờ sao? Vui vẻ không? Thì coi như là tôi thua đi. Thua là tại vì tôi không biết bơi thôi. Con thấy chưa con? Dạ. Vỗ rất dày phải có móng tay nhỏ. Dạ. Con cảm ơn lắm. Hài Phương Nam vui lắm à nghe. Anh yêu em, anh yêu em như sương yêu thu nhớ. Anh yêu em không còn chi nói nữa. À, bà không có ở nhà. Đứng lại. Làm hết hồn bà. Bà không có nhà. Mừng quá. Thấy tôi không có nhà. Thấy bà là vui rồi. Nghĩ bà đi qua bên nhà của cô Năm chơi. Cho nên không có bà ở nhà nó hơi lập lờ lập lửng vậy đó. Không có bà ở nhà lập lờ lập lửng. Ờ nó vậy đó. Nửa vui nửa buồn, nửa vui nửa buồn. Chơi với từ ếch nói riết rồi không có hiểu được cái gì luôn. Nè. Gì? Đừng cười giả lả. Ông đi đâu? Hôm qua tới giờ. À. Đi với ai? Làm cái gì? Ở đâu? Khai cho mau. Đi câu cá với bảy rô à, cái chỗ là chỗ bờ ngoài bờ kinh á, rồi nó có cái cầu rồi có cái dốc nó cao thiệt là cao luôn đó bà. Đi câu cá hả? Ừ. Cá đâu à, nói bà nghe nè, hôm qua là coi như là nước nó động ha, coi như là cá nó bơi mất tiêu hết trơn á. Trời, định câu về có mấy con cá về cho bà nấu canh chua. Thèm ăn canh chua của bà nấu lắm á. Ừ. Hôm qua đi câu cá về cho má nấu canh chua. Ê, bà bà hát cái gì vậy? Hát bài câu cá đó. Bà là vợ tôi, không phải là bà là má tôi đâu nghe. Quên tôi liệu. Tự gì ông xạo quá. Ông xạo. Xạo gì? Đi câu cá. Sao đi câu cá gì nấu canh chua? Hả? Thì đi câu cá gì nấu canh chua thiệt mà. Gì vậy? Đứng im.
đứng im ru bà rù cho tôi nha. Bà làm gì vậy? Cái gì vậy bà? Cười hùng hả? Hay quá. Bây giờ trả lời tôi nè. Đi câu cá từ 12 giờ đêm cho tới 1 giờ trưa mà người khô queo không có miếng mồ hôi, trong khi đó trời hầm hập nóng như vậy mà người ông nãy tôi ngửi không hề hôi mùi trâu là sao? Trời ơi bà, tôi đâu có bị điên. Tôi lựa cái bóng cây nó chà bá nè, tôi ngồi tôi núp ở trong đó làm gì có mồ hôi hả bà? Đúng không? À, cho là ông ngồi dưới bóng cây đi. Ừ. Không có mồ hôi đúng, đúng không? Đúng rồi. Dỡ dép lên. Vậy không có đạp cái gì hết trơn, không có đạp. Không có đạp thân sâu, không có đạp cái gì hết. Ai nói ông đạp cái gì? Tôi kêu ông dỡ dép lên cho tôi coi, dỡ lên. Thấy chưa, xạo thấy không? Đi câu cá ngoài bờ ao ruộng á, nó sình lầy không. Nghĩ sao mà đôi dép sạch trơn, mấy móng chân sạch trơn, chân không hề có một miếng sình. Ông đi câu cá gì? Con cá 50kg đúng không? À, thì con cá là khoảng 50-60kg. Cái điệu này là câu trên giường rồi nè trái. Cái gì câu trên giường bà? Chứ sao chân ông sạch đắp vậy? Có nghĩa là trước khi đi về tôi thấy sình quá, trời sình cho nên tôi rửa tôi mới đi về, hiểu chưa? Vậy bà không? Thôi được rồi. Ông nói ông đi câu cá đúng không? Đúng rồi. Rửa cần câu đâu? Nghiêm túc. Cái cần cái câu đâu? Hả? Cái cần câu đâu? Trời, tôi để quên ở nhà con nào rồi đúng không? Bậy. Để chắc là nãy lo về lính quýnh muốn gặp bà cho nên là để quên cái cần câu ở ngoài chỗ câu á. Thôi giờ để tôi ra ngoài tôi lấy nha. Đứng lại. Qua mặt chị hả cưng? Trời, hồi nãy má rồi giờ lên chị luôn ha. Được hết á. Bây giờ muốn đi lấy cần câu đúng không? Đúng. Tôi đi với ông. Đâu trời. Mà kiếm gì vậy? Kiếm cần câu chứ kiếm cái gì? Thì tôi nghĩ tôi để đây. Chắc có lẽ là thằng Tư nó thấy tôi để quên rồi nó đem về nhà nó rồi. Thôi giờ bà về nhà đi hả? Rồi tôi đi qua nhà Tư tôi coi có tôi lấy đem về nhà nha. Cha này lạ nha. Anh hai. Cô chính què. Dạ. Cái cần câu. Cái cần câu của anh hai. Anh hai, em trả cái cần câu anh hai để quên nè. Trời ơi, hôn là anh quên cái cần câu, chứ mà quên cái khác là chết em luôn đó. Nhạc nó cầm đi. Em về nha. Em chào anh, em chào chị. Nhớ hôm mốt không có quên cần câu nữa nha. Hay quá ha. Trời ơi, đứng lại. Ông đi đâu hả? Ông đi đâu? Đi đâu? Ông đứng lại. Tôi phóng một cái là ông chết. Đứng lại. Gãy mà. Gãy cần câu của ta. Để yên đó. Làm bằng chứng. Bây giờ muốn sao? Muốn tôi chết với ông hại ông đúng không? Tôi đập đầu vô tường. Cái gì vậy bà? Rủa bà có chuyện gì là làm sao? Cho ông hài lòng. Ông đi qua nhà con chính què ông ở với nó luôn đi. Hả? Ông đi câu cái kiểu gì mà bên nhà nó? Để nó xách cần câu nó trả ông vậy hả? Bà nói nhỏ nhỏ chút xíu đi, bà nói nhỏ nhỏ đi, bà nói lớn rồi rối số người ta hiểu lầm bà chết tôi luôn á. Gì? Ông sợ mang nhục đó hả? Thì đúng rồi. Mang nhục là tôi nè. Tôi bây giờ tôi nhục với hàng xóm nè. Rồi con cái nó nhục với hàng xóm vì có người cha mà mất nết như ông. Tôi đâu có cái gì đâu, tôi rất là trong sáng mà. Đúng rồi, ông trong sáng. Hồi nào giờ tôi tôn thờ ông, tôi lo lắng cho ông, tôi phải dạy con cái là phải coi ông như là tấm gương sáng. Mà bây giờ gương này là gương tối hù rồi. Trời ơi, bây giờ mặt mũi nào mà tôi nhìn bà con hàng xóm nữa hả? Ông ai là ông ai? Tôi đâu có làm cái gì, đâu có lỗi với bà đâu. Được rồi, ông nhìn tôi đi. Tôi là con hai trưởng ha. Tôi không bao giờ tôi để tôi mọc sừng ha. Tôi không bao giờ mọc sừng dài như cái cần câu của ông được. Trời ơi là trời. Ông đi ra đây. Ông đi ra đây. Cái gì vậy? Đứng đây. Đó. Dì hai. Anh hai, dì hai xử đi. Cha nội này nè. Hư thật mất nến lắm nè. Quýnh nó mạnh lên. Như bổi bổi vậy đó. Quýnh nó quýnh vậy nè. Sao quýnh em? Sao vô nữa? Chứ còn gì nữa? Hai anh em bay làm cái gì vậy?
cha nào đây nè, tối hôm qua đi qua đêm mà qua đêm ở quán con Chính Hoa đúng ở đầu sớm. Trời ơi, anh nói với mình đi chị, không có gì hết trơn á. Trời ơi, mình nói về chị Hai chứ dòm anh đi kìa. Ông nín nha, tôi bóp cổ đi. Chị Hai, ổng quá đáng lắm chị Hai. Đã vậy con Chính Hoa nó còn đem cái áo khoác của ổng đem qua đây. Em hỏi áo khoác ở đâu, ổng nói là để quên ở bên chỗ anh Hai con cá. Trời ơi, hiểu rồi, hiểu rồi. Tối hôm qua hai anh em đi qua bên nhà con Chính Hòe đào cái ao trên giường câu cá đúng không? Một người thì để nó đem cái cần câu về, một người thì để nó đem áo khoác về đó. Cái con này quá lắm. Được rồi, hai chị em mình có đi qua bển xử nó. Khoan, xử nó trước xong về xử hai cha nội này. Xử sao chị, xử sao? Đâu có gì đâu bà xử. Đúng rồi, phải cá. Mày mày cái gì mà mày? Đi tư đâu? Đi qua bển xử con Chính Què. Bây giờ khoan, mình phải lấy đồ chơi chứ. Chơi cái gì? Đi trên đường có cái gì chơi cái đó. Trời ơi, luôn mày chết mày rồi Chính Què. Bây giờ hai người đó đi qua bên nhà cô Chính Què là hai anh em mình chết là cái chắc rồi đó. Bây giờ phải qua bên bển để mà không thôi là nó lớn chuyện luôn đó nha. Em đi hết nổi rồi anh Hai ơi. Vẫn là con gái chưa một vô lần đây. Yêu Nguyên theo em là ngủ được luôn á. Sao mà ngủ ghê gì được. Ở vậy đâu rồi, nó đâu rồi? Chị Hai với chị Tư uống gì em làm cho. Mời đó. Cô bước ra giành móng ngựa. Hả? Ở đây không có vô. Sao vậy? Sao vậy chị? Uống gì đợi muốn. Bây giờ muốn gì? Muốn gì? Muốn gì đâu. Trời ơi, không có cái gì đâu mà, không có cái gì đâu mà. Trời ơi, xin lỗi em, không có chuyện gì hết. Điều đó là bình thường. Em mới nghe anh nói nè. Không có gì vậy? Hả? Trời ơi, chết rồi. Xin lỗi anh. Em không sao nha. Nó nhầm thôi chứ không có gì đó. Trời ơi, anh ơi, mình tưởng mình giảm cân rồi đó chứ. Nè, đi về giùm. Hôm qua giờ chưa đã hay sao? Còn qua đây nữa em mệt mỏi quá rồi. Trời ơi, con nghĩ sao vậy? Chơi trẻ quá vậy? Hùng phong mỹ tục ở đâu mà dám nói đêm qua chưa đã? Chưa đã lần sao? Chưa đã nè. Hả? Cô nghĩ sao cô dụ dỗ chồng tôi? Cái gì dụ dỗ? Hai chị cổ hủ quá. Cổ hủ thời buổi nào rồi đàn ông cũng phải có cái thú vui riêng của mình. Trời chứ rồi. Đúng không? Thú vui nữa hả? Trời ơi, còn đúng. Vui cái gì? Hả? Em nói nghe nè, hai chị bớt đi, đừng có mà sồn lên như vậy nữa. Sồn không sao cả. Phải bình tĩnh. Hai chị phải tự coi lại chính bản thân hai chị là hai chị làm gì để hai ảnh phải qua đây với em. Bây giờ tôi hỏi đi, tôi làm gì mà ông phải qua đây với em đó? Ông qua đây với nó. Tôi nói bây giờ bà nghe lời tôi, bây giờ đi về nhà đi chỗ quán sáng tao buôn bán, tự nhiên mà ở đây mình làm sùm sang tao bán. Không. Trời ơi, lo quá ha, lo quán, lo quán sáng chả... luôn ha. Thằng Thiên lắm, lớn rồi. Ông nín cho tôi nha, xúc ông luôn á. Bây giờ nè, xử nó, xử thằng Tư trước. Thôi bây giờ về nhà xử đi, đây quán người ta không, mà. Không, tôi xử ở đây để cái con tình địch nó thấy rõ. Đúng rồi. Con nào vậy? Chị nói con là nào? Cô đó, là cô nó cũng... Là cô á, cô á. Cô gì vậy? Giả vờ nữa. Hả? Ủa là sao? Không hiểu luôn á. Là ủa, đang nói gì? Chuyện gì? Tối qua đi đâu? Hai người. Đối qua bơi qua bên em nè, đã một đêm luôn. Đã được chưa? Dạ, nguyên một đêm quá đã đúng không? Đã không? Anh đã không? Đã. Anh đã không? Đã. Đã. Trời ơi, tôi mẹ cổ cô mà tôi không ở tù vậy. Tôi giết con chứ. Chứ tự nhiên mẹ cổ. Trời ơi, bà con coi này, con Chính Què nó dụ dỗ chồng tôi. Nó còn kêu qua bên quán là đã lắm luôn kìa. Trời đất ơi. Bà nói cái gì vậy? Nó mới nói tới thì. Đã có nghĩa là hồi tối hôm qua tụi tôi đi uống cà phê coi đá banh. Trời ơi, đá banh là một bên 11, đứa 22 đứa nó giành trái banh ở giữa sân đó. Khoan, hình như mình lố rồi, đá cái gì, nói đá cái gì? Đá banh. Đá banh là đá gì hả? Ừ. Ủa sao nhà ông coi? Nhà có tivi mà. Nhà bà dành mà coi cái lương hết trơn hết rồi rồi. Muốn coi banh thì phải qua bên đây mới có banh để mình coi. Ủa khoan xí cho em hỏi, hồi nãy giờ không phải mình nói về chuyện trái banh hả? Trái banh mà. Đó. Chị Tư chị nói chồng ở nhà đi, muốn gì cũng được, mà bà ôm cái truyền hình nó coi cái lương rồi. Đó được. Cho nên phải qua đi coi đá banh. Thôi được rồi, im đi. Nó nhiều quá. Chết.
Ủa chứ nãy giờ hai chị đang nghĩ về chuyện gì vậy ạ? Chị nghĩ... Dạ chị, quán em buôn bán trong sáng trong sạch lắm hai chị ơi. Xin lỗi nghe, nãy giờ hai chị em tôi hiểu lầm. Mà chưa tổn hại gì tới chính mà. Cũng ai có hai ổng hết chung rồi. Thôi, sao? Dạ không sao, không sao. Quán em cũng nhiều vụ giống vậy rồi. Được rồi, được rồi, thôi đi về nghe. Trời, nãy giờ làm sùm quá mắc cỡ. Trời ơi. Về để cho chính bán nha. Trời ơi, bà tế nhị quá, bà dễ thương quá à. Chị hai, chị hai ơi, mình có lỗi mình để hai ảnh đi uống cà phê đi, mình về mình làm cơm làm nước. À, chị em tôi về nấu đồ ăn, ngồi cho hai anh em nhậu nha. Em về cho mình. Đi về cưng. Về nha chính. Xin lỗi nha chính. Dạ, hai ơi mình về đi chị. Trời chính dễ thương quá, chị về nha, chính dạ, về. Đi. Về. Bà xã về trước nghe. Ừ. Trời ơi, hú hồn anh ơi. Gì mà hàm hồ dứa gì không biết nữa thiệt. Cũng may là còn một chuyện rất đặc biệt mà mấy bà biết là chết chắc luôn á. Vợ em mà biết cả đầu em chọc cái đầu anh luôn á. Hai em yên tâm đi, cái chuyện này chỉ có bà với mình biết thôi. Chuyện gì cho hai đứa tôi biết được không? Vậy chỉ có năm đứa mình biết thôi. Năm đứa thôi. Cái chuyện mà hai ảnh á mê banh hơn mê hai chị đó. Trời ơi. Mà ghen dễ sợ vậy không biết nữa à. Hai Phương Nam vui lắm mà nghe. Út hết rồi, tôi phật. Út thôi, sao tự nhiên mấy nay em lạnh nhạt với anh vậy Út? Hai đứa mình quen nhau tới đây tự nhiên sao mấy nay em lạnh nhạt với anh vậy? Thôi em bữa giờ không gặp em cũng nhớ anh chết luôn vậy đó. Nhưng mà sao tự nhiên em đang quen anh rồi cái rồi gì vậy, gì vậy? Sợ má thấy á. Má thấy là sao? Má biết hai đứa mình quen nhau cái năm nay rồi mà. Nhưng mà má em á cấm rồi, từ gà sắp tới là không có cho gặp anh nữa. Trời, má em sao trời, má em tính kỳ trời. Hai đứa mình quen nhau bao nhiêu năm nay tự nhiên giờ muốn bỏ ngàn xương là sao? Không biết nữa, nhưng mà em phận làm con mà, áo mặc sao qua khỏi đầu. Má em qua nói chắc như đinh đóng cột vậy đó, nên là em sợ má em lắm. Thôi hôm nay mình xa xa nhau chừng vài bữa đi ha. Không, tự nhiên hai đứa mình quen nhau cả năm nay rồi, cái kêu bỏ là bỏ ngang xương, rồi còn nói giờ áo mặc không qua khỏi đầu, rồi mẹ đặt đâu đặt đó, rồi còn anh em đặt đâu. Thì từ từ tính chứ giờ má em căng lắm luôn á, em cãi lời má không có được đâu. Với lại má em nói sắp tới là gả em cho ông nào á. Ông nào mà dám giành em với anh? Ở khu này có ông nào trẻ hơn anh? Không phải khu này. Chưa đâu. Ở đâu? Trên thành phố á. Thành phố? Mà em gặp người ta rồi hả? Chưa. Ấy rồi. Thôi không mà nghe, mà nhìn thấy ổng cũng cao to đẹp trai dữ thần luôn nha. Thôi nhìn cái thí dụ hả, cao to đẹp trai trên hình à, mới thấy trên hình à. Đúng, trên hình à, ảo lắm. Mà thấy hình là hình ở đâu? Hình má coi trên mạng á. Trời ơi, trên mạng bây giờ nó ảo tùm lum hết trơn à, em không biết hả? Bây giờ bao nhiêu cái vụ lừa đảo em không biết không? Nhưng mà má em nói là má em nói chuyện với ông nó nhiều lần rồi. Nói chuyện thì nói chuyện chứ bây giờ người ta lừa đảo tùm lum tùm la hết. Bây giờ nếu mà như vậy thà má em chết đi. Má em chết đi rồi để anh lấy em còn thấy hay hơn nữa đó. Trời ơi, cái gì vậy? Hai đứa mình cùng thờ cúng đàng hoàng. Trời ơi, nói gì má em nghe, má em chịu chết đó. Má ngốc không à? Trời ơi. Nghe hết rồi. Trời đất quỷ thần ơi, cái thằng kia, mày gù con gái tao không được, giờ mày chù tao chết hả mày? Đúng, cô chết đi, hai đứa con còn lấy được Út. Rồi hai đứa con thờ cúng cô đàng hoàng, còn hơn là cô còn sống, cô cấm hai đứa con. Đi qua đây. Má. Mày nói cái gì hả? Thờ cúng cái gì ở đây? Tao nó không có gả con gái cho mày. Hả? Mà hôm qua tao cấm tiệc rồi mà không được gặp nó nữa. Tại sao gặp nó hoài vậy con? Sao mày ly vậy hả? Cô cấm Út chứ con cấm con đâu. Trời ơi, ăn bận bà ba già chát. Má đã nói bận đồ kiểu cho nó trẻ trung xinh đẹp. Bận bà ba nhìn đi ra đường không biết tao rồi má, mày má nữa. Sắp lấy chồng tỷ phú rồi, sắp lên thành phố ở rồi, phải biết chân diện chứ con. Dạ. Tỷ phú cái gì mà tỷ phú? Tỷ phú làm gì, cô biết không? Làm mà... Ủa phải làm gì kệ đó chứ, miễn sao nó giàu thôi. Sao lãng mà tự nhiên hỏi tao biết hả?
rồi người ta đã cho cái gì cô chưa? Đó, tỷ phú đó, người ta cho được cái gì cho cô chưa? Xin lỗi, cho nhiều nữa là đằng khác nha, cho được hai lần nha. Trời ơi, thiệt không má? Sao không? Sao má không nói nghe vậy? Nói gì? Cho gì vậy má? Từ từ rồi người ta sẽ cho con. Cho má một cái cạc điện thoại 20 ngàn. Rồi cho cái gì vậy? Rồi cho tao được cái áo hiệu gì nước ngoài nè, cu gì nè, cu si, cái áo đó đâu là tính ra mười mấy đô là nhiêu tiền ta? Mấy trăm ngàn đó. Tính đi, mấy trăm ngàn rồi. Thử hỏi rồi từ hồi mày quen con gái tao tới giờ mày cho tao được cái gì hả? Cô, chuồng gà, chuồng heo. Ủa là... con làm hết. Cô nên nhớ một điều, bây giờ tiền một đồng công tới một lượng lận, cô biết không? Những cái đồ mà mày sửa cho tao, mày qua nhà mày sửa chuồng gà, chuồng heo, chuồng vịt, điện, nước gì, cái đó nó không có quy ra tiền được, hiểu chưa? Công một đồng. Bây giờ tôi chỉ thích tiền thôi. Công có một lượng lận, cô biết không? Con nói cô nghe, để cho Út lấy con đi. Chứ vậy? Bây giờ lấy chồng xa làm cái gì? Lấy để lời ru nghe miên man. Bây giờ lấy chồng gần đi. Rồi có gì tối sớm tỏ có nhau ở kế bên, lỡ mà cô có cái gì đó bệnh hoạn hay cái gì đó, cái gì đột quỵ hay cái gì đó, hú con một cái Út chạy qua liền. Bây giờ cô biết không, đột quỵ chỉ vài phút thôi là đi liền. Bây giờ nếu như mà Út lấy chồng xa rồi đó, lúc đó cô có ới con giận, con đâu có nghe. Con thấy đúng rồi má. Đúng cái gì trời ơi, tụi con mà lấy chồng xa rồi sao con về kịp má? Nè, má suy nghĩ lại đi. Con bớt đi nha, con bớt nữa lại đi nha. Mê trai quá rồi, mù quáng à. Nghỉ đi, hết chù má chết. Bây giờ chù má đột quỵ, lỡ có cái gì không có ai hay. Đó. Cô. Bình thường á là đã thấy không có duyên dùng gì rồi, bây giờ mở miệng ra còn quải hơn nữa. Dẹp, không có chồng con gì đây hết á. Đúng, con không có duyên dùng gì hết trơn. Nhưng mà con khẳng định với cô, Út không có mê trai. Nếu như mà Út mê trai, Út đâu có mê con. Nếu mà mê trai là người ta mê trai đẹp, người ta mê giàu sang. Còn con đâu có cái gì đâu. Trên răng vẫn đôi dép. Đúng rồi, mày nói đôi dép. Mày nói đôi dép, cô mới nhìn thấy chân này có 5 tấc thôi. Làm sao dài bằng chân hát công tử mà con mê hả? Ít nhất con đứng kế một người ta cao ráo đẹp trai to cao, con phải xứng đáng hơn đứng kế thằng mình đứng có chân có 5 tấc không? Má nhìn kỹ lại đi. Con chim thôi đứng vậy nó ngang tầm phải lứa. Con kia cũng cao quá rồi đứng khó nói chuyện lắm má. Nói nào ngay nhìn hai đứa này nó xấu điều. Cũng hợp đó. Không, nói vậy thôi nhưng mà tao vẫn không gả. Đi chợ nhanh lên, cũng chưa trời rồi hết đồ ăn, nhanh. Đi. Anh thôi. Không có thôi gì đó. Má. Út, sao ba má đặt con tên Thôi chi vậy? Con kêu người ta tên Út, người ta quay lại người ta thương con mà người ta kêu Thôi, lấy gì đến với nhau. Trời, ông trời có xuống mà Thôi. Gọi đò ơi. Út ơi, có ai ở nhà không ạ? Cô Năm ơi. Ai kêu tôi đó? Ủa, ai vậy? Con chào cô Năm. Út, cậu là ai? Xin giới thiệu với cô, con là Hát Công Tử. Hát Công Tử. Hát Công Tử của cô đây. Mời cậu ngồi. Dạ, con cảm ơn cô. Ủa, khoan, đứng im. Mắt có vấn đề gì không? Vô nhà rồi thấy tao hù không? Dạ, ý cô là muốn con tháo mắt kiến ra đúng không ạ? Ủa, cái đó con tự biết chứ trời. Đây, con, Hát Công Tử. Ủa, sao cái mặt lạ quắc vậy? Con nha, quý quá. Vậy ở dưới này sức khỏe gia đình là ổn hết hả cô Năm hả? Ổn. Nói chuyện nãy giờ Út nhị đâu cô Năm? Em nó đi đâu á, nó về giờ. Ai kiếm Út nhị? Dạ, cái thằng trời đánh kia. Ai muốn lấy Út nhị bước qua sát của tôi nè. Ai đây? Nó là thằng trời đánh. Không, thằng hàng xóm. Kệ nó đi con, đừng quan tâm tới nó. Tôi nói cho cậu nghe, tôi không phải là thằng trời đánh. Tôi là người yêu của Út nhỉ. Người yêu? Đúng. Hai người quen nhau bao lâu rồi? Một tháng. Không, một năm. Một năm. Nhưng mà một chia tay rồi con. Chia tay rồi, yên tâm. Con cứ việc yên tâm ha. Mới chia tay đây thôi. Trời ơi, cái thằng này. Cậu nói thiệt luôn, mới chia tay là tại gì? Tại vì có sự xuất hiện của thằng giàu hát này nè. Thì bây giờ nếu mà không muốn sự xuất hiện của tôi thì tôi đi. Khoan, con đứng lại. Đi. Đứng lại. Ê, cái thằng kia, tao không có chấp nhận mày nha.
Bây giờ tao chỉ có một thằng rể thôi nha. Và đây mới là thằng rể của tao, nghe. Con là con tôn trọng cô Năm á. Cô Năm, cô Năm. Cái gì vậy? Làm gì nhìn ta chằm chằm? Mặt thằng này nó quen quen cô Năm. À, quen cái gì? Vừa phải phải rồi, thấy sang bắt hoàng làm họ đúng không? Ừ. Nè, tôi là dân có tiền. Đúng rồi. Bây giờ tôi có tiền thì nói chung là tôi về tôi cưới Út Nhị. Mà tôi cưới Út Nhị thì sau này cuộc sống Út Nhị tốt hơn. Út Nhị tốt hơn? Cái gì vậy? Mày, tao nói mày nghe. Mày đã có gan dám tới đây rồi thì mày tháo cái mắt kiếm mày xuống đây. Để ba mặt một lời nói chuyện nhau. Nè nha, đừng có nhìn tôi bằng cái thái độ đó nha. Nè, không thích tôi đúng không? Thích vẻ đẹp trai của tôi cái gì? Đúng không? Nè, rất thích. Tôi không thích con trai nha. Ở đây không thích con trai nha. Tao thích. Nè, tao thích là mày tháo cái mắt kiến của mày xuống. Ừ, con tháo mắt kiến xuống đi. Tự nhiên đang nói chuyện với cô cái mà đeo mắt kiến lên vậy? Ừ, muốn tháo thì tháo. Cô Nam ơi, thằng này. Này nó sao? Thằng này nó không có phải là hát công tử gì, hát cái gì hết á. Chứ nó là ai? Nó là cái thằng bán cá ở chợ đầu mối nè. Mày nha. Rất vui là tao đã giành được cái mặt của mày nha. Nè. Nghe mày. Nè. Ủa, bán cá thì sao? Bây giờ bơi mốt á, tôi không đổi tên là hát công tử mà tôi đổi tên là Bạch công tử đó thì sao? Ờ rồi mày Bạch công tử ha. Nè, đây nè. Cái vỏ gu cu xì gì đó nó tặng gì Năm nghe. Đây nè, bên chợ đầu mối mình luôn đó. Bà dân khùng quả mới về một lố hàng nữa kìa. Cần không ngày mai con ra lửa cho mấy đống luôn về cho cô Năm xài nghe. Trời đó. Ơi cũng may con phát hiện ra đó, bởi vậy nãy hỏi chiếc xe hơi mà nó nói nó xe hơi đi rửa là tao nghi rồi. Đang nói chuyện đeo mắt kiến lên là thấy gian rồi. Ê cái thằng bán cá kia hả, ai cho mày lừa tao mày hả? Rồi nè nha. Ủa bán cá thì sao? Bán cá quan trọng là có tiền. Có tiền cứ vậy Lâm chăm lo cho ông vậy thôi. Nè, cô cũng đừng có bày đặt giả nai. Cô hả, ở ngoài già chát mà bày đặt hả, lên hình, lên trên mạng để là em bé bỏng. Trời đất ơi, kệ tao. Ai kêu mày tên? Nói chung là bây giờ hả, không được thì đi về. Trời ơi, mắc mớ gì? Đem đồ mày về đi. Cái đồ của mày á, tuy là mày bán cá, cái mùi tanh của cá người ta ăn vô người ta thơm, nhưng mày á, cái mùi tanh của mày nó gớm lắm mày biết không? Nè nha, nhớ nha, nhớ cái bản mặt tôi nha. Tao rất nhớ, nhớ hàng ngày. Nhớ là tao mới dạch ra được cái nhị. Trời ơi. Nhị đó gì? Quá. Má xin lỗi nha, xem chút xíu nữa má hại con rồi. Cái thằng bán cá trên chợ huyện á. Không phải đâu, bác Năm thích đồ cu xì lắm, mới kêu đó ship lại đó. Đồ cu xì á bác Năm. Ngày mai con ra ngoài kia bên chỗ bà dân khùng bà bán á, con đưa cho mấy lố. Cái thằng này má là làm tôi quê. Cái người má nói con đó hả? Ừ. Nhưng mà hên nhờ thôi nó vạch mặt chứ không thôi má bị nó lừa rồi. Rồi má ê thôi cái gì vậy? Cái thằng lan ban hát lào kia, tao nói mày không có tao thì cái gia đình này bị gạt rồi. Cái gia đình này bị gạt rồi, mày biết không? Dạ em biết, anh đừng có la lớn quá. Không phải con nói nó, không có biết. Dạ con nói nó. Ờ tự nhiên biết, tôi biết tôi bị gạt rồi. Nó bị nắm hắt lào lan ben. Gì vậy? Gì khiêu khiêu à? Tôi Năm ơi. Muốn gì hả? Dạ, mấy cho ha. Bé hồi lội tay giờ á. Cuối tháng này. Ê, cái gì? Cái gì? Cuối tháng này làm gì? Cuối tháng này, bán đi. Bán đi. Dạ, không, con về con kêu gia đình con bán mày heo qua đây cưới Út Nhị. Cái gì mà cưới gấp vậy mày? Con tao đâu phải ế đâu. Dạ con sợ thêm cái thằng hát lào rồi thêm thằng Bạch gì đó rồi nó vô đây nó phá nữa. Trời ơi, cô nhìn miệng bà cười thấy ghét không? Mà được rồi, đi về nói chuyện với má mày đi. Dạ con đi về. Trời ơi, đi đâu vậy? Mừng quá hả? Mừng quá má. Trời ơi, có người hốt mừng dữ hen. Út ơi, chúng mình sắp về với nhau rồi Út ơi. Tự nhiên giờ nhớ cái bài của nhạc sĩ Lê Minh ghê. Đám cưới về trên đường quê. Cô dâu khoe áo hồng về nhà trong, đưa tay
đưa tay anh bứt cái cọng ngò, anh bứt cái cọng ngò. Chứ thương em mà đúng không? Đi mày, sáng sớm rồi người ta muốn chết luôn. Đi đâu? Đi đâu? Biết ai không? Biết chứ. Trả nợ đây. Điên quá, gì cha tự nhiên giờ giữa đường. Khoan, từ từ mày lâu quá, để tao giải thích cho mày nghe. Mày đứng giữa đường mày đòi tiền chi vậy? Rồi bà Năm bà đi ngang ra bà thấy là bể hết cha. Ngày mai đi, mày mai đi ra chợ đi rồi tao đưa tiền cho. Nè nè. Đi đi cha. Có mắt không? Có. Nhìn kìa, có ai đâu. Tôi canh không có ai tôi mới đòi tiền không? Giờ sao, tôi kẹt tiền quá. Trả tôi 50% thôi cũng được nữa. Gì ông nội, chưa lấy út nữa. Lấy út đâu tự nhiên đòi. Bây giờ chừng nào tôi lấy út để tôi đưa. Chưa cái gì hết, đã nói xong rồi mới đưa tiền mà ba. Nhưng mà bây giờ tôi cần tiền. Bây giờ hả, bà Sáu bán nước, bà la làng ủng sùm á. Chết với tao luôn á. Đừng đừng lâm sùm gì mà bây giờ tao đi ngoài đường trong túi có đồng nào đâu. Một đồng cắt không có nữa. Mày đưa đây. Ê, ê, ê. Tao thưa mày lên công an bây giờ mày xàm sỡ người chưa có gia đình đó. Ê ê ê, thiếu nợ mà mày đặt thưa hả? Thôi mày ơi, tao nói rồi, ngày mai ra chợ đi tao đưa cho, đi đi cha. Xác định ngày mai nha. Tao nói cho mày biết, ngày mai mà mày không đưa tiền tao á, ngày mai tao đưa cho được cái càng nhàn nữa mày ơi. Tao la sùm hết á, cho hàng xóm mày kia xóm trời xóm dưới người ta biết á hả. Mày thuê tao đóng giả làm hắc công tử, xong á mày khỏi cưới vợ luôn cho mày biết. Vô thôi nha mày. Mày im cái miệng mày nha mày. Mày la làng la xóm lên đi. Mày biết một cái nha, là tao bẻ cái hàm răng mày luôn á. Cái thằng hợp đồng ký xong rồi bây giờ mày muốn đòi đâu vậy hả? Tiền có đâu đưa. Cái gì vậy trời, ai vậy? Xin chào tiểu muội. Như lời hứa, hôm nay đại huynh đến nhà em. Lời nói đầu tiên xin gửi đến em là chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Trời ơi, tôi đâu có mướn MC đâu, tự nhiên vô tập tuồng trong nhà tôi vậy trời. Tiểu muội không nhận ra anh hả? Ông là ai? Công tử bị tiểu đường. Ý lộn. Cái gì? Anh là Hắc công tử. Do kiến này cận độ quá nên anh bị rối loạn tiền đình. Hắc công tử hả? Tào lao quá ta. Dạo này nhiều người lừa đảo ha. Mấy ngày trước có một cha nội tới đây nhận là Hắc công tử. Bữa nay cũng có một cha nội tới nhận là Hắc công tử mà bận nguyên bộ đồ trắng. Sao trớt quớt vậy ba? Và chính vì tiểu muội nhận lầm cho nên hôm nay đại huynh phải đổi Bạch công tử. Anh chính là Hắc công tử đây. À, Hắc công tử mà bận đồ trắng. Đúng. Gọi là Bạch công tử. Đừng để tiểu muội hiểu lầm nữa. À, đúng rồi đúng rồi. Cái mặt này đúng rồi nè. Nhớ lại cái hình. Ừ, thấy quen quen rồi. Ồ trời ơi, đúng là cái hình này luôn rồi. Trời ơi, sao bữa nay anh mới tới? Nè, uống miếng nước nha. Người tới. Cái gì nó vậy bay? Đâu mà lù lù tới vậy? Dạ, con chào con Năm. Có chuyện gì không? Dạ, xin chào Bạch công tử. Hắc công tử. À, Hắc công tử. Sao bận đồ trắng? Cô Năm ơi, bữa nay ngày lành tháng tốt, con xin phép cô Năm cho con rước út. Trời ơi, bữa nay rước luôn á hả bay? Dạ. Ủa, đây là út Nhi mà tiểu muội thường hay giới thiệu cho đại huynh đó hả? Dạ, dạ. Là út Nhi. Dạ. Út Nhi. Nhưng mà lên mạng nhiều khi mình đánh mình quên bỏ dấu á. À, nên huynh tưởng là út Nhi, nay là út Nhi. À, tại sao? Con gái của muội đó. Út Nhi tay trong tay với chàng trai trẻ này. Dạ. Thưa đại huynh, em là người yêu của Út Nhị. Dạ, chào bác. À, anh nè, đây là con Út Nhị ha. À. Út Nhị, đứng sát Bạch công tử đi con. Ha. Đi về đi, đừng có phá đám nữa con. Tao năn nỉ mẹ tao lại nữa. Ủa, cô nói. Ủa cái gì, bây giờ con về đi ha. Con ráng làm ăn giàu có đi, mai mốt có của để rồi đó. Tao làm mai đứa khác cho. Bây giờ mày để con Út Nhị nó sung sướng đi con. Cô Năm ơi, cô Năm. Gì? Đó. Cô Năm thấy không, Út Nhị cũng không chịu nữa. Trời ơi, tình yêu chứ đâu phải là cái món hàng đâu. Đồ ăn mà còn đem ra đem vô lúc còn hư nữa. Uống chi mà bây giờ cô Năm hứa rồi. Cô Năm muốn giữ lời chứ cô Năm. Trời ơi, biết rồi tao hứa nhưng mà bữa hôm nọ Hắc công tử giả. Còn nay Hắc công tử thiệt, có gả cho ổng chứ. Không. Út Nhị là người yêu của con. Con sẽ lo cho Út Nhị suốt đời. Con không để Út Nhị sống với ai hết đó. Trời ơi, thiệt tình. Rồi bây giờ sao? Nó cấm cãi thì con là con bỏ theo anh. Ê, không có được nghe, không có được làm chuyện tầm bậy đó nha. Nếu mà không cho tụi con bỏ đi thiệt á. Mùi cô nương, cho đây huynh ý kiến một cái. Đôi trẻ thương nhau, hãy để họ đến với nhau. Tôi có khả năng lo cho ba người. Cái gì? Lo cho cả nhà tôi luôn á hả? Đúng như vậy.
Ủa ý Quỳnh là sao? Quỳnh yêu nó mà. Nó muốn cưới nó làm vợ mà. Có bao giờ Quỳnh nói yêu Út vậy đâu. Là sao không hiểu ta? Mục tiêu của sư huynh đâu phải là Út Nhị đâu, mà tình yêu của anh chính là tiểu muội đó. Ôi trời, má yêu hả? Trời, má còn có cửa hả con? Tiểu muội hãy nghe anh nói đây, tình yêu phải theo lý lẽ của con tim. Sợ dĩ anh trong trang phục như thế này là bởi vì anh biết tiểu muội rất quý con gái, sợ là bọn sở thanh đến quốc mã chi phong, cho nên anh mới làm tới giờ này. Chứ đã có bạch mã đi rồi thì hãy gả con đi. Em hãy lo cho đôi trẻ đi, còn em hãy để Quỳnh lo. Được không? Có gì đâu mà không được. Mùi lớn Quỳnh có nửa con giáp chứ bao nhiêu. Má không ngờ tới cái ngày cuối đời cũng được có người hốt. Nhưng mà con ý còn sao? Con thấy chú này vui vui. Con vui thôi như kiểu con thấy được con thấy chú chân thành lắm đó má. Con thấy hợp lắm á. Má, không khéo năm nay nhà mình có hai cái đám cưới. Con gái nhỏ này. Cảm ơn Út Nhị con. Cái đó người ta gọi là xong hỷ lâm môn đó.